Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của tin mới nhất. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đây là khoảng thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thư giãn và cập nhật những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây, hãy cùng điểm qua nội dung chính có trong bản tin ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất. Trước hết là tin bão Mocha. Kính thưa quý vị, hai nước châu Á đã sơ tán gần 400.000 người dân vì siêu bão. Cơn bão Mocha đã đổ bộ vào bờ biển Bangladesh và Myanmar hôm 14 tháng 5, đã buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán đến các địa điểm an toàn. Với lo ngại, đây sẽ là cơn bão mạnh nhất tại hai nước này trong hơn một thập kỷ. Bão Mocha với sức gió lên tới 210 km/h, tương đương với bão cấp 4, có thể gây ra những cơn sóng biển cao tới 4 m, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2 triệu người dân. Hầu hết trong số họ ở các bang Jharkhand và Chin của Myanmar. Các chuyên gia dự báo thời tiết dự báo Mocha, cơn bão đầu tiên hình thành ở vịnh Bengal trong năm nay, được dự báo là cơn bão mạnh nhất tấn công vào Myanmar trong hơn một thập kỷ. Cục khí tượng Bangladesh cho biết, cơn bão Mocha có khả năng di chuyển theo hướng Bắc và Đông Bắc qua bang Khaskin ở Myanmar và hoàn toàn đi qua Kosbara ở phía Đông Nam của Bangladesh, nơi có trại tị nạn lớn nhất trên thế giới. Asiun Sen, điều phối viên chính của Liên Hợp Quốc về ứng phó với người tị nạn Rohingya tại Bangladesh nhận định, chúng tôi cho rằng cơn bão này sẽ có tác động nghiêm trọng hơn bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào khác mà người dân ở nơi đây phải đối mặt trong 5 năm qua. Cứu mạng sống là ưu tiên chính của chúng tôi, quan chức cứu trợ thiên tai Mianur Zaman ở Bangladesh cho biết. Nói thêm rằng các quốc gia đã di rời khoảng 300.000 người dân khi cơn bão dự kiến đổ bộ vào khoảng giữa trưa ngày 14 tháng 5. Farah Kabis thuộc Tổ chức Cứu trợ Assistance Assist Bangladesh thông tin thêm. Những người dân có nguy cơ gặp rủi ro do bão đang trong quá trình được chuyển tới nơi cư trú an toàn và chúng tôi cũng sắp xếp các gói cứu trợ khoảng hơn 100.000 người trong diện này. Giới chức Bangladesh đã sơ tán 190 người tại Kosbara và gần 100.000 người tại thành phố Chittagong tới 4.000 địa điểm trú bão. Cảng Chittagong, cảng biển lớn nhất của Bangladesh, đã tạm dừng hoạt động. Hoạt động của tàu thuyền, tàu đánh cá trong khu vực cũng đã bị tạm dừng. Cơ quan dự báo thời tiết tại thủ đô Dhaka của Bangladesh dự báo cơn bão có thể khiến sóng biển dâng cao 4 m, gây ngập các vùng ven biển và các làng ven sông. Ông Azizur Rahman, lãnh đạo cơ quan khí tượng Bangladesh cho biết, bão Mocha là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Bangladesh kể từ sau bão Sis. Theo Ủy ban Quản lý Thiên tai Quốc gia Myanmar, 57 nơi trú ẩn an toàn đã sẵn sàng tại 17 thị trấn của bang Jharkhand. Ủy ban đã triển khai 10 đội và 112 phương tiện chở thực phẩm, nước uống và thiết bị cứu hộ tại bang này, cũng như các khu vực và bang gần nhất để đối phó với tình huống khẩn cấp. Theo truyền thông Myanmar, giới chức chính quyền quân sự Myanmar đang giám sát hoạt động sơ tán người dân khỏi các ngôi làng dọc vùng ven biển Rakhine. Hãng hàng không Myanmar Airways International cho biết đã tạm dừng tất cả các chuyến bay tới bang Rakhine cho tới ngày 15 tháng 5. Hội chữ thập đỏ Myanmar cho biết đang chuẩn bị cho tình huống ứng phó khẩn cấp. Những diễn biến tiếp theo của cơn bão Mocha chúng tôi sẽ cập nhật và gửi tới quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết ngày hôm nay trên cả nước. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, miền Bắc và Trung Bộ trời dịu mát, có mưa bất chợt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối. Từ 17 tháng 5, Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời vẫn khá dịu mát do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa kéo dài vừa qua. Ngày hôm nay ở những khu vực này mưa giảm, rải rác chỉ còn vài nơi, trời có nắng. Nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ với mức cao nhất 30-32 độ, nhưng ở mức thấp nhất vẫn là 20-21 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vào chiều tối. Từ ngày 16 tháng 5, vùng núi phía Tây Bắc của Bắc Trung Bộ có nắng nóng cục bộ. Từ 17-23 tháng 5, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng nắng nóng diện rộng. Đợt nắng nóng này diễn ra ở phía Đông Bắc Bộ vào các ngày 17-18 tháng 5 và 21-23 tháng 5. Riêng 19-20 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Ngoài ra, Tây Nguyên và Nam Bộ giảm nắng nóng, chiều tối xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông. Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày 15 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam đến cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Vâng thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn thương tâm đã xảy ra trên địa bàn huyện Hà Đông, cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu, sóng lên hồi chuông cảnh báo về việc an toàn điện trong gia đình. Ngày 14 tháng 5, không khí tang thương bao trùm khắp nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103, đông đảo người dân cùng người thân, bạn bè có mặt để tiễn biệt 4 bà cháu tử vong trong vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Đến thắp nén hương tiễn biệt lần cuối, ai nấy đều không cầm được nước mắt trước hình ảnh 4 linh cữu sắp xếp cạnh nhau. Trong đó, 3 linh cữu phủ đầy hoa trắng, bà NTX sinh năm 1956 cùng 3 cháu nội, bao gồm bé NMP sinh năm 2013, bé NQMD sinh năm 2015 và NQMH sinh năm 2019. Buổi sáng thứ Bảy định mệnh 13 tháng 5, vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu. Là nhân viên y tế, thời điểm xảy ra sự việc, chị Hờ, mẹ của 3 cháu nạn nhân đi làm. Chị không thể ngờ khi trở về nhà, chị đã cùng lúc mất đi người mẹ chồng và 3 con thơ. Anh mờ chồng của chị Hờ công tác trong lực lượng công an. Sau vụ hỏa hoạn, dù hai tay vẫn băng trắng xóa do bị bỏng trong nỗ lực cứu người thân trong tuyệt vọng, nhưng anh vẫn rời bệnh viện gắng gượng đến lo tang lễ cho mẹ và các con. Anh suy sụp liên tục khóc. Đứng cạnh linh cữu, chị Hờ gào khóc trước nỗi đau quá lớn, liên tục ngất xỉu và được người thân chăm sóc bên cạnh. Khi được nhìn mặt các con lần cuối, người mẹ đau đớn hôn lên linh cữu để tạm biệt các con. Gia đình anh Mờ sinh được 3 người con, trong đó 2 trai và 1 gái. Con gái đầu lòng năm nay đang học lớp 5, bé thứ hai học lớp 2 và bé út còn đang học mầm non. Trong dòng người đưa tiễn, rất đông thầy giáo, cô giáo cùng các bạn với bé MP và MD. Các cháu nhỏ cầm trên tay những bông hoa cúc trắng cùng hội phụ huynh và giáo viên trường tiểu học Trần Đăng Ninh vào viếng. Chị NTL có con học cùng lớp với bé NQMD lặng lẽ đến viếng, dòng nước mắt chị tuôn rơi không ngừng khi nhìn thấy người thân nạn nhân gắng gượng bước ngang qua các linh cữu. Cháu nhà mình học cùng với NQMD, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, từ nhà chung cư tôi nhìn qua, tôi thấy toàn bộ sự việc. Đau thương quá, các cháu đều tuổi con mình, làm sao mà bố mẹ các cháu có thể chịu đựng được nỗi đau mất mát này đây? Chị NTL chia sẻ. Sau lễ viếng, các nạn nhân được di quan về đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điện rồi đưa về quê nhà tại Đông Anh, Hà Nội để an táng. Trước đó vào khoảng 7 giờ 44 phút ngày 13 tháng 5, sau khi nhận được tin báo cháy tại số nhà 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Công an quận Hà Đông và Công an địa bàn lân cận đã điều động nhiều phương tiện để chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường triển khai dập lửa và cứu nạn. Khoảng 25 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt, nhưng vụ hỏa hoạn đã khiến 4 bà cháu tử vong, bao gồm bà NTX cùng 3 cháu, NMP, NQMD và NQMH. Một người bị thương là anh NQM, con trai bé X và là bố của 3 cháu bé. Tại hiện trường, căn nhà nơi xảy ra vụ cháy phía trước và sau đều không có lối thoát, nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn vào like và biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới nhất.